Clip có câu từ mất dạy gấp đôi mọi hôm, khán giả cân nhắc trước khi xem. Đã bao giờ các bạn cảm thấy mình vô dụng chưa? Trong khi ngoài kia cha vất vả sớm hôm cày cấy, mẹ gánh gồng tần tảo nuôi con, đấng sinh thành công lao như biển lớn, bạn ở nhà quên bấm nút nổi cơm. Vô dụng. Nhưng không sao, bởi vì trước khi các bạn nghĩ rằng mình vô tích sự thì hãy nhớ rằng trên đời có những người trả tiền để đưa những thứ sau đây lên YouTube. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tuân chửi mọi thứ trên Internet, hay ngắn gọn hơn là Nghiệp tụ vành môi, nơi tôi buông lời chó má tới bất cứ thứ gì mà tôi tìm thấy trên mạng. Tập 1. Quảng cáo khi đang xem video. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Ơ chú Tuân ơi, chẳng phải quảng cáo trên YouTube là một phần thu nhập của chú sao? Hà cớ gì lại tự tay bắn vào chân mình như thế? Các bạn sẽ hiểu ngay khi xem hết clip này. Để chửi mấy cái quảng cáo nhảm trên YouTube thì rất dễ, người ta cũng làm nhiều rồi. Nhưng để chửi có bố cục và để người xem hiểu vấn đề thì nó sẽ cần đến cái mồm của một nghệ nhân. Cái đấy tôi làm được. Vấn đề đầu tiên là tại sao cái nào cũng phải mở đầu bằng hình gái thế? Nó rất dễ gây hiểu lầm cho cánh đàn ông chúng tôi. Các bạn nghĩ là cứ lấy gái ra là thu hút được đàn ông sao? Rằng chỉ cần có gái trong quảng cáo là chúng tôi sẽ bấm vào sao? Không. Nói thế là sai rồi. Đàn ông chúng tôi đâu chỉ quan tâm tới tình dục. Thấy một người phụ nữ cô đơn, tôi không chủ động nhắn tin chỉ vì ngực cô ấy đẹp hay là mông cô ấy to. Không, tôi nhắn tin vì tôi là người tốt, mà người tốt thì không muốn thấy ai phải cô đơn. Mặc dù châm ngôn sống của tôi rõ ràng là sẽ chỉ khiến mông em đỏ ửng chứ không bao giờ làm mắt em đỏ hoe, nhưng xã hội vẫn hiểu lầm rằng tôi là một thằng biến thái. Chính những cái quảng cáo đồi trụy như này đã góp phần tạo nên định kiến xấu về đàn ông chúng tôi. Nên dẹp đi thì hơn. Vấn đề thứ hai tôi có với mấy cái quảng cáo là nội dung. Có nhất thiết phải lừa đảo như thế không? Đây là quảng cáo MU Đại Thiên Sứ. Cảm xúc đầu tiên của bạn khi nhìn vào nó là gì? Ôi, game này đồ họa đẹp quá, ray tracing các kiểu. Nếu đây là một con người, nó sẽ là độ Messi và David Beckham gộp lại với nhau. Đẹp trai và đẹp trai. Phải nhanh chóng tải về thôi. Ôi ôi ôi, trên Face em trắng nõn nà, ngoài đời em giống đàn bà châu Phi. Từ đồ họa 4K nó tụt về đồ họa Free Fire rồi người lạ ơi. Lừa đảo không có tí liêm sỉ nào luôn ạ. Thuyết phục chưa? Chưa á? Không sao, còn ví dụ nữa này. Tiếp đến là quảng cáo State of Survival. Chắc các bạn cũng thấy nhiều rồi đúng không? Ôi không, tôi và bà bị bao vây bởi một bầy zombie. Phép màu nào có thể cứu được hai bà cháu tôi chứ? Nani? Why? Tại sao với sức sáng tạo mãnh liệt như thế này anh lại chọn làm quảng cáo? Xe bay, chó biết nói, từ thiện, rất nhiều thứ anh đã có thể làm, thế sao anh lại ở đây? Nếu anh đến với ngành kỹ sư, có lẽ loài người đã chinh phục được tự nhiên rồi đấy. Tại sao lại phí hoài tài năng của mình như thế hả anh ơi? Chia sẻ một tí thì em gái em cũng là thủ khoa của một trường đại học danh giá chuyên ngành marketing. Nhưng chắc sau clip này em sẽ khuyên nó tự bỏ. Bởi vì nghĩ đến cảnh ra trường phải cạnh tranh với những người như anh, chắc con bé nó trầm cảm mất. Và nhìn gameplay của anh này, nó có giống quảng cáo một tí gì không? Em nói hơi xúc phạm, nhưng game của anh chính là định nghĩa của từ fuckboy kẹt trong hình hài con chó đấy. Quảng cáo anh chất lượng lắm. Chất lượng thấp. Anh là số 1. 100. Nhưng nó vẫn chưa tệ bằng quảng cáo World Park nó mới cay cơ. Nếu mục đích của quảng cáo này là làm người xem nổi da gà thì nó thành công rồi đấy. Nó đã thuyết phục được một người khó tính như tôi lên App Store và tải game về máy. Tôi có thể hứa với các bạn rằng World Park là tựa game duy nhất tôi thấy mà giữ được y nguyên cảm xúc của tôi lúc xem quảng cáo với lúc chơi game. Tôi nổi da gà khi chơi World Park mà. Tất nhiên là vì buồn ị nhưng mà vẫn là nổi da gà mà đúng không? Em xin cảm ơn nhà phát hành cũng như là những người làm quảng cáo cho tựa game World Park. Cảm ơn đã góp phần đưa búi chĩ độ 2 của em ra vẫy tay chào thế giới. Chắc anh chị cũng biết là cảm giác đấy nó đau đít đến thế nào. Cảm ơn ạ. Và để khép lại phần chửi nội dung, chúng ta sẽ đến với ứng cử viên cuối cùng, hình như là đến từ Việt Nam. Ta là Quang Lão Gia. Để mà nói thì đây là một đối tượng vô cùng đặc biệt, bởi vì nó đến với tôi ngay sau khi tôi được xem quảng cáo của những đối tượng trên kia. Và phải nói thật là sự lạc quan của người dám trả tiền để đưa thứ này lên mạng chắc cũng phải cao hơn bệnh nhân ung thư đấy. Các anh chị quảng cáo ơi,
Mọi người hứa với em về một tựa game xử án, nơi em có thể trở thành bao thanh thiên, trừ gian diệt ác. Đã xem qua rất nhiều quảng cáo, dẫu biết đấy chỉ là lời nói bóng bay, không phải là sự thật, nhưng vào game xong em vẫn thấy đau lắm. Nhìn này, nó là bao thanh thiên hay là bao cao su em cũng không phân biệt được nữa. Trời ơi, em xin phép nói hơi xúc phạm một tí, nhưng anh ơi, đến sợi lông nó trông còn lịch sự và tử tế hơn game anh làm đấy. Yêu anh, chửi thế cũng dài rồi, nói thêm nghiệp lắm. Nhưng vẫn còn một vấn đề cuối cùng mà tôi có với mấy quảng cáo, đúng hơn là với người làm YouTube cơ. Đấy là số lượng. Sao các anh các chị đặt quảng cáo lắm thế? Ok, dẫu biết đấy là nguồn thu nhập, nhưng em chỉ muốn nghe tiếng mưa rơi thôi mà. Có đến mức khởi đầu đã hai cái rồi, thằng làm video nó còn tán tận lương tâm, nó đặt quảng cáo ở 0 phút 0 một giây cơ. Ba cái mỗi cái 15 giây, không skip được. Từ đấy cứ nửa phút nó chữa xương khớp một lần, em viêm não rồi anh ơi. Tiếng quảng cáo nó cứ ác tiếng mưa, mất ngủ lắm anh ơi. Tôi biết người ta có câu là buôn có bạn, bán có phường, đường nhiều xe, ca ve nhiều đội, để ca ngợi tinh thần đoàn kết, nhưng mà nên sống có tâm một tí mọi người ạ. Hãy sống như cách chúng ta nên đối xử với người yêu cũ. Anh thiếu em như trời buổi sáng. Chẳng có sao. Đừng dựa dẫm mà đặt quảng cáo bừa bãi quá, tôi khổ lắm. Lời cuối video thì tôi chỉ muốn nói là dẫu biết cường điệu hóa nội dung là một phần của quảng cáo, nhưng làm gì thì làm cũng phải giữ được trọng tâm chứ. Hãy bẻ lái câu chuyện cho nó thú vị lên chứ đừng mặc giày lừa đảo như thế. Để tôi làm ví dụ nha. Từ nhỏ Tương đã là một đứa trẻ có tài năng võ thuật bẩm sinh, nổi tiếng với biệt tài né đòn, cho nên từ hồi lấy vợ tới giờ, vợ đấm vào người tôi chỉ trúng đúng một phát, còn lại là đấm vào mặt tôi không né được, trúng hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Tương chửi mọi thứ trên internet. Tương đi đây. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video, tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Trước khi đến với phần đọc comment thì có thể kéo xuống và follow TikTok của vợ tôi được không? Link ghim ở ngay đầu bình luận luôn. Follow cái đi nhá. Comment đầu tiên của Phú. Lần đầu xem vào năm 2018 mà càng xem càng cuống, giờ thì 3 năm theo dõi anh Tương đẹp trai. À, trận đấy bét gánh tem. Phú ơi, anh xin trân trọng cải chính nhá, là anh mới làm YouTube được 1 năm thôi. Và cái lý do mà kênh mở từ 2018 là bởi vì tôi không mở nick YouTube mới rồi mới làm YouTube, mà tôi dùng nick cũ luôn. Chúc mừng Phú nhá, diễn viên chính trong bộ phim Người Nhà Quê. Con mừng tiếp theo của Phương nè. Phương nè, cho cháu hỏi cảm nghĩ của chú khi có người bạn như Linh. Mong chú cho cháu được lên TV để bố mẹ tự hào ạ. Khi mà có người hỏi chú về cảm nghĩ của chú về Linh ấy, thì chú thường đưa cho họ phép so sánh như này. Đấy là giả dụ chú bị nhốt vào một cái lồng, trong đấy có một con sư tử, một con hổ và con Linh, với một khẩu súng và hai viên đạn. Thì chắc chắn hứa với cháu luôn là chú sẽ cầm khẩu súng và bắn con Linh hai phát. Con mừng tiếp theo của Võ Lê Hồng Đào Võ. Chú lấy ý tưởng ở đâu vậy mà nghe chú kể cháu cứ cảm thấy nó vui vui. Content ở quanh ta, quan trọng là biết khai thác không thôi. Con mừng tiếp theo của Cao Cao. Anh Tuân, anh đã bao giờ nghĩ là mình có tình cảm với chị Linh chưa? Như câu trên ấy, nếu có khẩu súng trong tay ta sẽ bắn vào mặt mày hai phát Linh ạ. À.